Vâng, em Quỳnh Otoku hôm nay giới thiệu cho các bác một con Kia Forte nhá. Số tự động sản xuất 2009 biển 14 các bác nhá. Con này sơn xi màu kiểu xanh đen các bác nhá. Sản xuất 2009 mà bây giờ lên quanh chỉ để cho các bác là 235 triệu các bác nhá. Số tự động nhập khẩu luôn các bác nhá. Số tự động nhập khẩu nên là rất là đẳng cấp luôn. Số tự động nhập khẩu các bác nhá. Rất là đẹp luôn này. Sơn xi sạch sẽ. Nội thất đẹp. Bây giờ chỉ bỏ ra nhô 200 một chút thôi là các bác sử dụng được con Kia Forte nhá. Nốt map mới cả dàn luôn, đèn đó thì sáng bóng luôn rồi. Một mẫu xe rất là cứng xe các bác nhá. Đây, nốt map này. Nói chung là con này quá đẹp các bác. 2009 thật thôi nhưng mà nó giữ gìn quá chất anh em ạ. Đây, vô lăng của số các bác nhìn này. Của số uy tín chưa. Đấy, vô lăng này quá là đẹp luôn các bác nhá. Đăng kiểm thì dài miên man, xin nhan tích hợp tương dương rồi. Một cái mẫu xe này quay hơn 200 một chút thôi. Bác nào thiện chí thì cứ qua bên em Quỳnh nhá, hoặc lên hệ với số điện thoại em là 0966 862 666 các bác nhá.